Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Chapter 6 Talons and Tea Leaves Harry Potter và tên tù nhân Ngục Azkaban Chương Móng vuốt và lá trà. When Harry, Ron, and Hermione entered the Great Hall for breakfast the next day, the first thing they saw was Draco Malfoy. Who seemed to be entertaining a large group of Slytherins with a very funny story. As they passed, Malfoy did a ridiculous impression of a swooning fit, and there was a roar of laughter. He, Harry, John, and Hermione bước vào đại sảnh đường để ăn điểm tâm vào sáng hôm sau. The người đầu tiên mà tụi nó thấy là Draco Malfoy. có vẻ như Manfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười. Lúc Harry, John và Hermione đi ngang qua, Manfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài. Thế là quanh nó nổ ra một chàng cười. Ignore him, said Hermione. Who is right behind Harry? Just ignore him. It's not worth it. Hey. Potter. Shrieked Pansy Parkinson, a Slytherin girl with a face like a pug. Potter. The dementors are coming. Potter. Woo. Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói, "Kệ xác nó, cứ mà kệ nó đi. Nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu." Nhưng Pansy Parkinson, một con bé nhà Slytherin Tẹt ra nhăn như mặt chó Harry dropped into a seat at the Gryffindor table. Next to George Weasley. New third year course schedules. Said George. Passing them over. What's up with you, Harry? Malfoy, said Ron, sitting down on George's other side and glaring over at the Slytherin table. Harry ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh George ở bàn ăn của nhà Gryffindor. George phát cho tụi nó mấy tờ giấy. Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây. Ủa? Có chuyện gì vậy Harry? John ngồi xuống ghế bên kia George. George looked up in time to see Malfoy pretending to faint with terror again. That little git. He said calmly. He wasn't so cocky last night when the Dementors were down at our end of the train. Came running into our compartment. Didn't he? Fred. nearly wet himself, said Fred, with a contemptuous glance at Malfoy. Jock ngước nhìn qua, vừa đúng lúc thấy Malfoy lại đang một lần nữa giả bộ xỉu một cách đầy sợ hãi. Jock bình thản nói, thằng nhãi danh, nó cũng đâu có ai phong lẫm liệt gì cho lắm. Khi viên giám ngục Azkaban kiểm tra đoàn tàu tối hôm qua đâu, nó cũng chạy tọt qua toa của tụi mình phải không Fred? Fred hình bị liếc mắt nhìn sang Manfoy. Đồ xém tè trong quần. I wasn't too happy myself. Said George. They're horrible things. Those dementors. Sort of freeze your insides. Don't they? Said Fred. George nói. Ngay như anh đây cũng không khoái cho lắm. Họ đúng là kinh tởm thiệt, mấy viên giám ngục Azkaban ấy. Fred nói, họ làm ruột gan mình thiếu điều bị đông lạnh hết vậy há? You didn't pass out. Though, did you? said Harry in a low voice. Forget it, Harry, said George bracingly. Dad had to go out to Azkaban one time. Remember? Fred. And he said it was the worst place he'd ever been. He came back all week and shaking, they suck the happiness out of a place. Dementors. Most of the prisoners go mad in there. Harry nói nhỏ. nhưng mà các anh đâu có xỉu. phải không. George nói mạnh mẽ. quên chuyện đó đi. Harry. Có một lần ba phải đi tới nhà ngục Azkaban. Nhớ không Fred, ba nói đó là nơi tồi tệ nhất mà ông từng biết đến. Ba trở về nhà tay chân run rẩy rồi phát bệnh luôn mà. Mấy viên giám ngục Azkaban hút hết niềm vui khỏi cái nhà ngục đó. Ở trong đó, hầu như tất cả các tù nhân ngục Azkaban đều phát điên lên hết. Anyway, we'll see how happy Malfoy looks after our first Quidditch match. said Fred. Gryffindor versus Slytherin. First game of the season. Remember, the only time Harry and Malfoy had faced each other in a Quidditch match. Malfoy had definitely come off worse. Feeling slightly more cheerful, Harry helped himself to sausages and fried tomatoes. Fred đổi đề tài. Ừ. Để coi thằng Malfoy sẽ vui như thế nào Quidditch đầu tiên. Nhớ không? Trận quyết đích đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin. Lần duy nhất mà Harry và Manfoy đối đầu nhau trong một trận quyết đích, cũng là lần Manfoy đã bị thua te tua xiểng niềng. Nhớ lại trận đó, Harry thấy phấn khởi lên chút đỉnh. Bèn tự lấy cho mình mấy khúc xúc xích và cà chua chiên. Hermione was examining her new schedule. Ooh. Good. We're starting some new subjects today. She said happily. Hermione còn mãi nghiên cứu cái thời khóa biểu mới tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngày hôm nay. "Hermione," said Ron, frowning as he looked over her shoulder. "They've messed up your schedule. Look." They've got you down for about 10 subjects a day. There isn't enough time. I'll manage. I've fixed it all with Professor McGonagall. John ngó qua vai Hermione đau ké. Mặt mày nghiêm trang hẳn ra. Nó nói. Hermione ơi. Người ta làm dối beng cái thời khóa biểu của bố rồi. Coi nè. Họ xếp cho bố tới 10 môn học một ngày làm gì có đủ thời giờ. Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi. But look, said Ron, laughing. See this morning. Nine o'clock. Divination. And underneath. Nine o'clock. Muggle studies. And. Ron leaned closer to the schedule. Disbelieving. Look. Underneath that. Arithmancy. Nine o'clock. I mean, I know you're good, Hermione, but no one's that good. How are you supposed to be in three classes at once? John vẫn cười, nói. Nhưng mà coi nè, bố thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn tiên chi. và ngay phía dưới, 9 giờ, mắc ổ học, và John trồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, vẻ không thể nào tin được. Coi nè, ngay dưới dòng đó, môn số học, cũng 9 giờ, ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ? Don't be silly, said Hermione shortly. Of course I won't be in three classes at once. Well, then. Pass the marmalade, said Hermione. But Hermione nói cộc lốc, "Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc." Hermione ngắt lời. Làm ơn đưa dùm mình hũ mớt. Nhưng. Oh. Ron. What's it to you if my schedule's a bit full? Hermione snapped. I told you. I've fixed it all with Professor McGonagall. Just then. Hagrid entered the Great Hall. He was wearing his long moleskin overcoat and was swinging a dead polecat from one enormous hand. Hermione gắt lên. Ôi! John ơi! Nếu thời khóa biểu của mình hơi đầy một chút thì mắc mớ gì tới bồ hả? Mình đã nói với bồ rồi. Mình đã dàn xếp xong hết với giáo sư McGonagall rồi. Vừa lúc đó, lão Hagrid bước vào đại sảnh đường. Lão mặc cái áo khoác dài bằng lông chuột chuỗi, và lão cứ lơ đễnh vung vẫy xác một con tròn hơi trong bàn tay to cách sù của mình. All rig, he said eagerly, pausing on the way to the staff table. Er, in my furs ever lesson, right after lunch. Been up since five, getting everything ready. Hope it's okay. Me, a teacher, honestly. trên đường đi tới bàn giáo viên. Lão dừng bước nói với bọn trẻ. Ổn cả chứ hả? Các cháu là những học trò trong lớp học đầu tiên mà bác được dạy đó nghe. Lớp bắt đầu ngay sau bữa ăn trưa. Bác phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Hy vọng đâu đã vô đó rồi. Bác đây. Một thầy giáo. Thiệt tình. He grinned broadly at them and headed off to the staff table still swinging the polecat. Wonder what he's been getting ready, said Ron, a note of anxiety in his voice. Lão ngoác miệng cười tâu tét với bọn trẻ và đi tiếp tới bàn ăn dành cho giáo viên. Vẫn vung vẩy xác con trồn hôi. Với một chút lo âu trong giọng nói. John thắc mắc. Không biết bác ấy chuẩn bị sẵn sàng cái gì là cái gì nhỉ? The hall was starting to empty as people headed off toward their first lesson. Ron checked his course schedule. We'd better go. Look. Divinations at the top of North Tower. It'll take us 10 minutes to get there. Sảnh đường bắt đầu vắng bớt khi mọi người lục tục đến lớp học đầu tiên của mình. Ron xem thời khóa biểu của nó. Tụi mình phải đi thôi. They finished their breakfasts hastily. Said goodbye to Fred and George. And walked back through the hall. As they passed the Slytherin table, Malfoy did yet another impression of a fainting fit. The shouts of laughter followed Harry into the entrance hall. Ba đứa vội vàng ăn cho xong bữa điểm tâm, chào tạm biệt Red và Jock, rồi đi trở ra, băng qua sảnh đường. Khi tụi nó đi ngang bàn ăn của nhà Slytherin, Manfoy lại biểu diễn trò nhái một cơn xỉu nữa. Tiếng cười rú lên đuổi theo Harry vào tận tiền sảnh. The journey through the castle to North Tower was a long one. Hành trình xuyên qua tòa lâu đài để đến tháp bắc là một hành trình dài. Hai năm ở Hogwarts chưa đủ để bọn trẻ biết hết mọi thứ về tòa lâu đài. trước đây tụi nó chưa từng được vào bên trong tháp bắc. There's got to be a shortcut. Ron panted as they climbed their seventh long staircase and emerged on an unfamiliar landing. Where there was nothing but a large painting of a bare stretch of grass hanging on the stone wall. Tụi nhỏ trèo lên tới cầu thang thứ bảy. Đến một đầu cầu thang không thấy quen chút nào. Ở đó không có cái gì khác ngoài một bức tranh lớn vẽ một bãi cỏ trống trơ treo trên bức tường đá. John vừa thở hổn hển vừa nói phải có một lối đi tát chứ I think it's this way said Hermione peering down the empty passage to the right Can't be said Ron that's south look you can see a bit of the lake out of the window Hermione ngó xuống một hành lang vắng bên phải chắc là lối này nhưng john nói không phải đâu đó là hướng nam mà mấy bồ ngó coi tụi mình có thể nhìn thấy một mảng hồ nước bên ngoài cửa sổ kia harry was watching the painting a fat dapple gray pony had just ambled onto the grass and was grazing nonchalantly Harry was used to the subjects of Hogwarts paintings moving around and leaving their frames to visit one another. But he always enjoyed watching it. Harry ngắm bức tranh. Một chú ngựa lùn mũm mĩm. Lông xám lốm đốm. Vừa mới thong dong dẫm lên bãi cỏ và thơ thẩn nhấm nháp cỏ xanh. Tuy đã quen với việc các nhân vật trong những bức tranh ở trường Hogwarts cứ di chuyển lung tung và thỉnh thoảng bỏ khung tranh mà đi thăm viếng lẫn nhau, nhưng Harry vẫn cứ khoái nhìn chúng. A moment later, a short squat knight in a suit of armor clanked into the picture after his pony. By the look of the grass stains on his metal knees, he had just fallen off một lát sau một hiệp sĩ lùn bè bè mặc bộ áo giáp cơ kêu sủng xoẻng khi ông bước vào bức tranh theo sau là con ngựa lùn căn cứ vào dấu vết cỏ dập còn dính ở đầu gối của bộ đồ giáp kim loại ông đang mặc thì có thể nói chắc là ông vừa té ngựa aha he yelled seeing harry ron and hermione what villains are these that trespass upon my private lands, come to scorn at my fall. Perchance, draw, you knaves. you dogs. Nhìn thấy Harry, John và Hermione, ông hiệp sĩ gào lên. A, à, quân bất lương nào dám xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả? Phải chăng các ngươi đến cười nhạo ta ngã ngựa? Hãy rút gươm ra, đồ bất lương, đồ chó. They watched in astonishment as the little knight tugged his sword out of its scabbard and began brandishing it violently, hopping up and down in rage. But the sword was too long for him. A particularly wild swing made him overbalance, and he landed face down in the grass. Ba đứa nhỏ sừng sốt đứng ngớ ra nhìn ông hiệp sĩ lùn đang rút thanh gươm ra khỏi cái vỏ kiếm và bắt đầu vung gươm trong tay một cách hung hăng. Còn chân cẳng thì nhảy loi choi trong cơn giận điên cuồng. Nhưng lưỡi gươm quá dài so với thân hình cụt ngủn của ông. Thành ra khi ông chém một đường gươm ác liệt thì đà gươm đi làm ông mất cả thăng bằng. Té lăn đùng, Sấp mặt xuống bãi cỏ. Are you all right? Said Harry. Moving closer to the picture. Get back, you scurvy braggart! Back, you rogue! Harry tiến tới gần bức tranh hơn. Nó hỏi, ông có sao không? Lùi lại, quần khoác lác dê tiện. Lùi, đồ xỏ lá. The knight seized his sword again and used it to push himself back up but the blade sank deeply into the grass in though he pulled with all his might he couldn't get it out again finally he had to flop back down onto the grass and push up his visor to mop his sweating face ông hiệp sĩ lại nắm chặt thanh gươm chống gươm xuống để đứng lên nhưng lưỡi gươm lún sâu thêm vào lớp cỏ và khi ông đứng dậy được rồi thì cho dù đã cố gắng hết sức mình, ông không thể nào rút lưỡi gươm ra được nữa. Cuối cùng ông phải tự quăng mình xuống cỏ, đầy cái mạng che mặt trên cái nón giáp sắt ra để lau mồ hôi đang dịn đầm đìa. Listen, said Harry, taking advantage of the night's exhaustion. We're looking for the North Tower. You don't know the way. Do you? Thừa dịp ông hiệp sĩ nghỉ mệt, Harry phân trần, "Như vậy nè, tụi tôi đang đi tìm tháp bác, chắc ông đâu biết chỗ đó ở đâu hả?" A quest. The knight's rage seemed to vanish instantly. He clanked to his feet and shouted, "Come follow me, dear friends, and we shall find our goal, or else shall perish bravely in the charge." He gave the sword another fruitless tug. Tried and failed to mount the fat pony. Gave up. And cried. On foot then. Good sirs and gentle lady. On. On. Cơn giận của ông hiệp sĩ dường như tan biến đi tức thì. ông lách cách đứng dậy và dõng dạc hô. Một cuộc truy tìm. Hãy theo ta. Hỡi các bằng hữu thân thiết. Chúng ta sẽ tìm ra mục tiêu của các bạn, hoặc là chúng ta sẽ dũng cảm bỏ mạng vì nhiệm vụ. Ông hiệp sĩ lại một lần nữa cố gắng rút thanh gươm ra một cách không hiệu quả, rồi cố trèo lên con ngựa mập, nhưng lại ngã xuống. Ông bèn khí khái la to. Đành đi bộ vậy. Thưa quý ngài và quý nương, lên đường. Tiến lên. And he ran, clanking loudly. Into the left side of the frame and out of sight. They hurried after him along the corridor, following the sound of his armor. Every now and then they spotted him running through a picture ahead. Va, trong bộ áo giáp sát kêu sùng xoèng ầm ông ta chạy vô cạnh trái của cái khung tranh và biến mất hỏi cảnh trí của bức tranh. ba đứa nhỏ vội vã chạy theo ông hiệp sĩ dọc hành lang. Căn cứ theo âm thanh sủng sẻng phát ra từ bộ áo giáp của ông. Thỉnh thoảng tụi nó nhìn thấy ông chạy ngang qua một bức tranh ở phía trước. Be of stout heart. The worst is yet to come. Yelled the knight. And they saw him reappear in front of an alarmed group of women in crinolines. Whose picture hung on the wall of a narrow spiral staircase hãy cố mà can đảm lên nhé. Điều tệ nhất còn chưa xảy ra đâu. Ông hiệp sĩ gào to, và tụi nó thấy ông tái xuất hiện phía trước một nhóm các bà mặc váy phòng vẻ nhớn nhá. Tranh của các bà treo trên vách của một cầu thang xoắn trông tranh. Puffing <laughs> loudly. Harry. Ron. And Hermione climbed the tightly spiraling steps. Getting dizzier and dizzier. Until at last they heard the murmur of voices above them and knew they had reached the classroom. Harry, John và Hermione thở hổn hển trèo lên những bậc thang xoắn xít sao? Càng lúc càng thấy chóng mặt hơn. Cho đến khi nghe được tiếng nói gì dầm phía trên đầu, thì tụi nó biết chắc mình đã tới được lớp học. Farewell. Cried the night. popping his head into a painting of some sinister-looking monks farewell my comrades in arms if ever you have need of noble heart and steely sinew call upon sir cadogan yeah we'll call you muttered ron as the knight disappeared if we ever need someone mental Ông hiệp sĩ bấy giờ mới thò đầu vô bức tranh của một ông thầy tu có vẻ mặt hết sức nham hiểm. La lớn. Tạm biệt. Tạm biệt nhé. Các chiến hữu của ta. Bất cứ khi nào các bạn cần đến một trái tim cao thượng và những bắp thịt sát thép, thì cứ tìm đến ngài Cadogan. Khi ông hiệp sĩ biến đi rồi, John lầm bầm. Ừ, chừng nào tụi này cần đến một người gàn dở. They climbed the last few steps and emerged onto a tiny landing. Where most of the class was already assembled. There were no doors off this landing. But Ron nudged Harry and pointed at the ceiling. Where there was a circular trapdoor with a brass plaque on it. Sibyl Trelawney. Divination teacher, Harry Reed. How are we supposed to get up there? Ba đứa trèo nốt mấy bậc thang cuối cùng. Đặt chân lên một đầu cầu thang nhỏ xíu. Ở đó hầu như cả lớp học tiên tri đều đã tụ tập đông đủ. Không thấy cánh cửa nào mở ra từ đầu cầu thang này. John Huy cùi trỏ vô Harry. Chỉ lên trần nhà. Trên đó có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn. Có đính một cái thẻ bài bằng đồng. Harry đọc. -l -l giáo viên bộ môn tiên tri học, làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ? As though in answer to his question, the trapdoor suddenly opened and a silvery ladder descended right at Harry's feet. Every one got quiet. "After you," said Ron, grinning. So Harry climbed the ladder first. he emerged into the strangest looking classroom he had ever seen. Như thế để trả lời câu hỏi của Harry, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân Harry. Mọi người chợt im bạt. John nhe răng cười, nhường bồ lên trước đó. Harry đành leo lên trước tiên, bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay. In fact, it didn't look like a classroom at all. More like a cross between someone's attic and an old fashioned tea shop. At least 20 small circular tables were crammed inside it. All sir, rounded by chintz armchairs and fat little poofs. Everything was lit with a dim, crimson light. The curtains at the windows were all closed. and the many lamps were draped with dark red scarves. Thật ra, nó chẳng giống phòng học chút xíu nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có ít nhất hai chục cái bàn tròn nhỏ bầy biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thẫm. Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chu kín bằng những cái khăn quàng đỏ sâm. It was stiflingly warm, and the fire that was burning under the crowded mantelpiece was giving off a heavy, sickly sort of perfume as it heated a large copper kettle. The shelves running around the circular walls were crammed with dusty-looking feathers. Stubs of candles, many packs of tattered playing cards, Countless silvery crystal balls and a huge array of Căn phòng ấm một cách ngột ngạt và dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc các thứ. Một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh. Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quay chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám những màu nến cụt, nhiều sấp bài lá te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu. Ron appeared at Harry's shoulder as the class assembled around them. All talking in whispers. Where is she? Ron said. A voice came suddenly out of the shadows. A soft, misty sort of voice. Welcome. It said, how nice to see you in the physical world at last. Cả lớp đang tập trung trong phòng quanh, mọi người nói năng thì thào, giòn đến sát bên vai Harry, hỏi, cô giáo đâu? Thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ. Chào các trò, thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất. Harry's immediate impression was of a large, glittering insect. Professor Trelawney moved into the firelight. And they saw that she was very thin. Her large glasses magnified her eyes to several times their natural size. And she was draped in a gauzy spangled shawl. ấn tượng của Harry ngay lúc đó là về một giáo sư Cheloni di chuyển vào vùng có ánh lửa soi, và bọn trẻ nhận thấy bà giáo ốm cà tông cà teo. Cặp mắt kiếng làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, và bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có rát trang kim óng ánh. Innumerable chains and beads hung around her spindly neck, and her arms and hands were encrusted with bangles and rings. Sit. My children. Sit. She said. And they all climbed awkwardly into armchairs or sank onto poofs. Harry. Ron. And Hermione sat themselves around the same round table. Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà là vô số những dây chuyền và chuỗi hạt. Còn cánh tay. Bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những vòng với nhẫn. Bà nói. Ngồi xuống đi các trò. Ngồi xuống nào. Bọn trẻ vụng về trèo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lò thỏm trong mấy cái gối nệm. Harry, John và Hermione cùng ngồi quanh một cái bàn tròn. Welcome to divination, said Professor Trelawney, who had seated herself in a winged armchair in front of the fire. My name is Professor Trelawney. You may not have seen me before. I find that descending too often into the hustle and bustle of the main school clouds my inner eye. Giáo sư Trelawney thì tự mình ngồi vào một cái ghế bành có cánh đặt trước lò sưởi. Bà nói: Chào mừng các trò đến với bộ môn tiên tri học. Tên của tôi là giáo sư Trelawney. Trước đây có lẽ các trò chưa từng gặp tôi, vì tôi thấy nếu xuống dưới thường xuyên quá, Nobody said anything to this extraordinary pronouncement. Professor Trelawney delicately rearranged her shawl and continued. So you have chosen to study divination, the most difficult of all magical arts. I must warn you at the outset that if you do not have the sight, there is very little I will be able to teach you. Books can take you only so far in this field. Không ai nói gì để đáp lại cái thông báo khác thường đó. Giáo sư Cheloni khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng rồi nói tiếp. Vậy là các trò đã chọn học môn tiên tri. Bộ môn khó khăn nhất trong các ngành nghệ thuật huyền bí. Tôi muốn lưu ý các trò ngay từ buổi ban sơ là nếu các trò không có cái nhìn, thì tôi sẽ chẳng thể dạy dỗ các trò được nhiều nhỏi gì cho lắm. At these words. Both Harry and Ron glanced. Grinning. At Hermione. Who looked startled at the news that books wouldn't be much help in this subject. Many witches and wizards. Talented though they are in the area of loud bangs and smells and sudden disappearings. nghe mấy câu này harry và john cùng nhe răng cười và liếc mắt nhìn hermione cô bé tỏ ra sửng sốt về cái điều là sai thì cũng không giúp ích gì trong việc học bộ môn này nhiều phù thủy và pháp sư mặc dù tài ba trong những lĩnh vực như nổ to ước đoán giỏi và biến mất đột ngột Nhưng vẫn không thể nào nhìn xuyên qua được những bí mật bị che phủ của tương lai. Professor Trelawney went on, her enormous, gleaming eyes moving from face to nervous face. It is a gift granted to few. You, boy, she said suddenly to Neville, who almost toppled off his poof. Is your grandmother well? I think so. said Neville tremulously. Đôi mắt to cộ mơ màng của giáo sư lướt từ gương mặt căng thẳng này, đến gương mặt lo âu khác của lũ học trò. Bà tiếp tục, đó là thiên phú, chỉ dành riêng cho một ít người mà thôi. Bỗng nhiên bà nói với Neville, trò này, bà nội của trò có khỏe không? Neville suýt té lăn ra khỏi đống gối nệm mà nó đang ngồi. Nó run run vì hoảng hồn. Dạ, con nghĩ bà con khỏe à. I wouldn't be so sure if I were you, dear," said Professor Trelawney, the firelight glinting on her long emerald earrings. Neville gulped. Professor Trelawney continued placidly, "We will be covering the basic methods of divination this year." The first term will be devoted to reading the tea leaves. Next term we shall progress to palmistry. By the way, my dear, she shot suddenly at Parvati Poddle. Beware a red-haired man. Nếu tôi là thì tôi không dám Neville nghẹn họng. Giáo sư Trelawney vẫn điềm nhiên tĩnh tại. Chúng ta sẽ nghiên cứu những phương pháp cơ bản của bộ môn tiên tri trong năm học này. Học kỳ một sẽ dành để học cách đọc các lá trà. Học kỳ sau chúng ta sẽ tiến tới môn coi chỉ tay. Nhân tiện ta bảo cho trò này. Giáo sư thình lình hướng cái nhìn vào Parvati Pachin. Hãy coi chừng một gã tóc đỏ. Parvati gave a startled look at Ron. Who was right behind her? And edged her chair away from him. In the second term, Professor Trelawney went on. We shall progress to the crystal ball. If we have finished with fire omens. That is. Unfortunately, classes will be disrupted in February by a nasty bout of flu. I myself will lose my voice. And around Easter, One of our number will leave us forever. Pavati kinh ngạc quay qua nhìn John đang ngồi bên cạnh, rồi đẩy ghế của mình xa ra. Giáo sư Cheloni vẫn tiếp tục. Trong học kỳ mùa hè tới, chúng ta học lên tới bộ môn nghiên cứu trái cầu pha lê. Ấy là sau khi chúng ta đã hoàn tất được môn đoán điểm lửa. Thật không may là lớp học của chúng ta sẽ bị tạm ngưng vào tháng 2 vì một trận cúm khó chịu. Bản thân ta sẽ bị mất giọng, và vào khoảng gần lễ phục sinh, một người trong số chúng ta sẽ lìa xa chúng ta vĩnh viễn. A very tense silence followed this pronouncement, but Professor Trelawney seemed unaware of it. I wonder, dear," she said to Lavender Brown, who was nearest and shrank back in her chair. "If you could pass me the largest silver teapot. sau lời tiên tri này là một khoảng im lặng căng thẳng. Nhưng giáo sư Trelawney không có vẻ gì nhận thấy điều đó. Bà nói với Lavender Brown, người ngồi gần bà nhất và gần như đã co rúm lại trong cái ghế bành. Chò làm ơn đưa cho tôi cái bình trà bằng bạc lớn nhất. Lavender, looking relieved, stood up, took an enormous teapot from the shelf. and put it down on the table in front of professor Trelawney. thank you my dear incidentally that thing you are dreading it will happen on friday the 16th of october lavender trembled lavender có vẻ hú vía ben đứng dậy lấy cái ấm trà tổ chàng trên kệ xuống và đặt nó lên cái bàn trước mặt giáo sư Cám ơn trò. Tình cờ thôi. Cái điều mà trò đang khiếp sợ. Cái điều đó sẽ xảy ra vào thứ sáu. Ngày 16 tháng 10. Lavender Jun lẩy bầy. Now. I want you all to divide into pairs. Collect a teacup from the shelf. Come to me. And I will fill it. Then sit down and drink. Drink until only the dregs remain. swill these around the cup three times with the left hand. then turn the cup upside down on its saucer. wait for the last of the tea to drain away. then give your cup to your partner to read. you will interpret the patterns using pages 5 and 6 of unfogging the future. i shall move among you. helping and instructing. oh! endear! She caught Neville by the arm as he made to stand up. After you've broken your first cup, would you be so kind as to select one of the blue patterned ones? I'm rather attached to the pink. Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống. Uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái xúc bã trà trong tách ba lần. Rồi úp tách xuống dĩa. Đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển vén màn tương lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ. Hướng dẫn. Ôi! Con ơi! Giáo sư tóm lấy cánh tay Neville. Kéo nó đứng lên. Sau khi con làm bể cái tách đầu tiên. Con làm ơn chọn một cái tách có hoa văn màu xanh. Tôi thì hợp với màu hồng hơn. Sure enough, Neville had no sooner reached the shelf of teacups when there was a tinkle of breaking china. Professor Trelawney swept over to him, holding a dustpan and brush, and said, "One of the blue ones. Then, dear, if you wouldn't mind, thank you." liền sau đó, Neville vừa mới với lên kệ để lấy tách trà thì nghe một tiếng soảng của đồ bể. Giáo sư Trelawney dảo bước đến bên Neville, cầm theo một cái đồ hốt rác và trồi, rồi nói. Một trong những cái màu xanh lam ấy, đúng rồi đó, con, nếu con không phiền, cảm ơn con. When Harry and Ron had had their teacups filled, They went back to their table and tried to drink the scalding tea quickly. They swilled the dregs around as Professor Trelawney had instructed. Then drained the cups and swapped over. Khi tách trà của Harry và John được rót đầy trà rồi, hai đứa quay trở lại bàn của mình, cố gắng uống thật nhanh món trà phỏng lưỡi ấy rồi tụi nó xúc cạn trà trong tách đúng như lời chỉ dẫn của giáo sư Chalony. rồi úp ngược tách trà xuống cho giáo nước xong đổi cho nhau để bói. Right, said Ron as they both opened their books at pages 5 and 6. What can you see in mine? A load of soggy brown stuff, said Harry. The heavily perfumed smoke in the room was making him feel sleepy and stupid. Broaden your minds, my dears, and allow your eyes to see past the mundane. Professor Trelawney cried through the gloom. Cả hai đứa đều mở sách đến trang 5 và 6. John nói, đây rồi, bố thấy cái gì ở trong tách trà của mình? Harry đáp, một mớ chèm nhẹp màu nâu một làn khói tỏa mùi nồng nặc trong căn phòng chợt khiến cho Harry thấy buồn ngủ và đờ đẫn đi. Tiếng giáo sư Trelawney kêu gọi sau làn khói trà mờ mịt. Các trò hãy mở rộng đầu óc ra. Hãy để cho mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục. Harry tried to pull himself together. Right. You've got a crooked sort of cross. He consulted unfogging the future. That means you're going to have trials and suffering. Sorry about that. But there's a thing that could be the sun. Hang on. That means great happiness. So you're going to suffer but be very happy. Harry cố gắng tập trung. Sau khi tham khảo cuốn vén màn tương lai, nó nói. Đúng rồi. Bồ có một dấu thập hơi lung lay. nghĩa là bồ sắp phải trải qua thử thách và đau khổ. Xin lỗi nghe, nhưng có một dấu hiệu có thể là mặt trời. Để coi. Nó có nghĩa là hạnh phúc lớn. Vậy là bồ sắp phải chịu đau khổ nhưng mà sẽ rất vui. You need your inner eye tested. If you ask me, said Ron. And they both had to stifle their laughs as Professor Trelawney gazed in their direction. My turn. John nói. Theo ý mình thì bồ cần phải đi kiểm tra lại cái nội nhãn của bồ. Cả hai đứa phải nén tiếng cười của mình lại. Vì giáo sư Trelawney đang nhìn chừng chừng về phía tụi nó. Bây giờ đến phiên mình. Ron peered into Harry's teacup. His forehead wrinkled with effort. There's a blob a bit like a bowler hat. He said. Maybe you're going to work for the Ministry of Magic. He turned the teacup the other way up. Giòn ngó vô cái tay của Harry. Chán nó nhăn lại ra điều suy tư dữ lắm. Có một đốm tròn hơi giống một cái nón trái dưa. Không chừng bồ sắp làm việc cho bộ pháp thuật. Nó xoay tách trà để nhìn ngược lại. But this way it looks more like an acorn. what's that? he scanned his copy of unfogging the future. a windfall? unexpected gold? excellent. you can lend me some. and there's a thing here. he turned the cup again. that looks like an animal. yeah. if that was its head. it looks like a hippo. no. a sheep. <coughs> Cái gì vậy ta? Giòn giò cuốn vén màn tương lai. Vàng trời cho bất ngờ. Kê cú mèo. Bồ có thể cho mình mượn một ít chứ? Ở đây còn có cái gì nữa nè? John lại xoay cái tách trà một lần nữa. Trông giống như một con thú. Ừ, đúng rồi. Cái đầu thú đây. Nó giống một con hà mã. Không, một con cừu. Professor Trelawney whirled around as Harry let out a snort of laughter. Let me see that. My dear. She said reprovingly to Ron. Sweeping over and snatching Harry's cup from him. Everyone went quiet to watch. Professor Trelawney was staring into the teacup, rotating it counterclockwise. The falcon. My dear, you have a deadly enemy. Harry để bật ra một tiếng cười vào đúng lúc giáo sư Trelawney đang đào quanh nó. Bà nói với vẻ của mắng John. Đưa tôi xem nào. Trò kia. Giáo sư rảo bước đến. Xoắn cái tách của Harry khỏi tay John. Mọi người trở nên im lặng. Chờ xem. Giáo sư chăm chú nhìn vào cái tách. Say nó ngược chiều kim đồng hồ. Chim ưng, con yêu dấu à? Con có một kẻ tử thù. But everyone knows that, said Hermione in a loud whisper. Professor Trelawney stared at her. Well, they do, said Hermione. Everybody knows about Harry and you know who. Hermione thì thầm hơi to, nhưng mà ai cũng biết điều đó mà. Giáo sư quay lại quắc mắt nhìn cô bé. Hermione vẫn nói tiếp, "Dạ, ai cũng biết mà. Ai cũng biết chuyện Harry và kẻ mà ai cũng biết là ai đấy." Harry and Ron stared at her with a mixture of amazement and admiration. They had never heard Hermione speak to a teacher like that before. Professor Trelawney chose not to reply. Harry và John cùng chố mắt nhìn Hermione với sự ngạc nhiên trộn lẫn niềm thán phục. Tụi nó chưa bao giờ nghe Hermione nói chuyện với giáo viên bằng cái giọng như vậy. Giáo sư Trelawney chọn cách vớt lờ cô bé, She lowered her huge eyes to Harry's cup again and continued to turn it. The club. An attack. Dear. Dear. This is not a happy cup. Bà lại hạ đôi mắt to cộ của bà xuống cái tách của Harry và tiếp tục xoay trở cái tách. Dùi cui. Một cuộc tấn công. Con yêu dấu ơi. Đây không phải là một tách trà vui vẻ lắm. I thought that was a bowler hat," said Ron sheepishly. "The skull, danger in your path, my dear." Everyone was staring, transfixed, at Professor Trelawney, who gave the cup a final turn, gasped, and then screamed. "Giòn rụt thưa, con nghĩ <laughs> đó là cái nón trái dưa." đầu lâu, hiểm họa trên đường con đi, con yêu à? Tất cả bọn trẻ trong lớp dương mắt ngó giáo sư Trelawney với vẻ kinh hãi chết khiếp đi được. Bà xoay cái tách lần cuối cùng, há hốc miệng, rồi thét lên. There was another tinkle of breaking china. Neville had smashed his second cup. Professor Trelawney sank into a vacant armchair her glittering hand at her heart and her eyes closed. Lại vang lên một tiếng soảng của đồ sứ bể. Neville vừa làm tiêu cái tách thứ hai của nó. Giáo sư Trelawney ngồi thụp xuống một cái ghế bành trống. Bàn tay lóng lánh của bà đè lên phía trái tim mình và mắt bà nhắm tịt lại. My dear boy. My poor. Dear boy. No. It is kinder not to say. No, don't ask me. What is it, Professor? said Dean Thomas at once. Everyone had got to their feet, and slowly they crowded around Harry and Ron's table, pressing close to Professor Trelawney's chair to get a good look at Harry's cup. Ôi, con trai của tôi, con trai yêu dấu của tôi. Không. Không nói ra thì tốt hơn. Không, đừng hỏi tôi thì hơn. Dean Thomas lập tức hỏi. Cái gì vậy, thưa giáo sư? Mọi người bây giờ đã đứng lên. Từ từ súng lại đông đúc quanh cái bàn của Harry và John. Ép sát vô cái ghế bành mà giáo sư Trelawney đang ngồi. Để ngó vô tách trà của Harry. My dear, professor trelawney's huge eyes opened dramatically. "you have the grim?" "the what?" said harry. he could tell that he wasn't the only one who didn't understand. dean thomas shrugged at him and lavender brown looked puzzled. but nearly everybody else clapped their hands to their mouths in horror. <coughs> Con yêu ơi, con có một hung tinh. Harry hỏi lại, một cái gì ạ? À? Nó có thể nói chắc là không phải chỉ một mình nó không biết hung tinh là gì. Dean Thomas nhún vai với nó. Lavender Brown thì lộ vẻ bối rối, nhưng rất nhiều những đứa khác thì rõ ràng là có biết. Chúng đều giơ tay lên bịt miệng với vẻ hoảng sợ vô cùng. The Grim. My dear the grim cried professor trelawney who looked shocked that harry hadn't understood the giant spectral dog that haunts churchyards my dear boy it is an omen the worst omen of death <coughs> Trông giáo sư Cheloni có vẻ bị kích động đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. Bà nói: Con ma chó khổng lồ thường lảng vảng trong nghĩa địa. Con trai yêu ơi, đó là một điềm giữ, Điềm giữ tệ hại nhất, điềm chết chóc. Harry's stomach lurched. That dog on the cover of Death Omens in flourish and blots. The dog in the shadows of Magnolia Crescent. Lavender Brown clapped her hands to her mouth, too. Everyone was looking at Harry, everyone except Hermione, who had gotten up and moved around to the back of Professor Trelawney's chair. I don't think it looks like a grim, she said flatly. Harry <laughs> con. ở trong bóng tối của đường Magnolia. Lavender Brown cũng đưa tay bụng miệng mình lại. Mọi người đều nhìn Harry. Mọi người. Ngoại trừ Hermione. Cô bé đứng dậy. Đi vòng ra sau cái ghế của giáo sư Trelawney. Nói thẳng thừng. Con không thấy nó giống hung tinh chút nào. Professor Trelawney surveyed Hermione with mounting dislike. You'll forgive me for saying so, my dear. But I perceive very little aura around you. Very little receptivity to the resonances of the future. Giáo sư Trelawney dò xét Hermione với một vẻ càng lúc càng khó ưa. Con thân yêu ạ, à, con tha lỗi cho ta khi ta nói ra điều này nhé, nhưng ta nhận thấy rất ít tinh hoa phát tiết quanh người của con rất ít khả năng lĩnh hội đối với sự cộng hưởng của tương lai. Seamus Finnegan was tilting his head from side to side. It looks like a grim if you do this. He said, with his eyes almost shut. But it looks more like a donkey from here. He said, leaning to the left. Seamus cứ hết ngoẹo đầu sang bên này lại ngoẹo đầu sang bên kia. Nó nói, một con mắt nheo khít lại, nếu mình nhìn như vậy thì nó giống một hung tinh. Nó nghiêng mình sang bên trái nói tiếp, nhưng nếu nhìn từ chỗ này thì lại giống một con lừa hơn. When you've all finished deciding whether I'm going to die or not, said Harry, taking even himself by surprise. Now nobody seemed to want to look at him. I think we will leave the lesson here for today, said Professor Trelawney in her mistiest voice. Yes. Please pack away your things. Harry thấy chính mình cũng ngạc nhiên. Bây giờ không ai có vẻ muốn nhìn nó cả. Nó nói. Chừng nào cô và các bạn mới quyết định xong là tôi có sắp chết hay không? Giáo sư Trelawney lên tiếng bằng giọng nói mơ hồ nhất của bà. Tôi cho là chúng ta nên dừng bài học ngày hôm nay ở đây. Vâng, làm ơn trả lại đồ đạc về đúng chỗ. Silently the class took their teacups back to Professor Trelawney, packed away their books, and closed their bags. Even Ron was avoiding Harry's eyes. Until we meet again. Said Professor Trelawney faintly. Fair fortune be yours. Oh. And dear. She pointed at Neville. You'll be late next time. So mind you work extra hard to catch up. Cả lớp lặng lẽ mang mấy cái tách đem trả lại cho giáo sư Trelawney và thu dọn sách vở vô cặp. Ngay đến John cũng tránh ánh mắt của Harry. Giáo sư Trelawney nói một cách yếu ớt. Hẹn đến khi chúng ta gặp lại. Phúc lành cho các trò. Ôi! Con yêu quý ơi! Giáo sư chỉ vào Neville. Lần sau con sẽ trễ. Cho nên con hãy cố gắng chăm hơn để theo cho kịp. Harry! Ron! And Hermione descended Professor Trelawney's ladder and the winding stair in silence. Then set off for Professor McGonagall's transfiguration lesson. It took them so long to find her classroom that, early as they had left divination, they were only just in time. Harry, John, và Hermione trèo xuống cái thang dây của giáo sư Chelloni rồi xuống cái cầu thang xoắn trong im lặng rồi cùng đi đến lớp biến của giáo sư McGonagall. tụi nó mất nhiều thì giờ tìm phòng học đến nỗi mặc dù đã rời lớp học tiên tri khá sớm, mà khi bước vào phòng học môn biến, thì cũng vừa lúc vào tiết học mới. Harry chose a seat right at the back of the room, feeling as though he were sitting in a very bright spotlight. The rest of the class kept shooting furtive glances at him, as though he were about to drop dead at any moment. He hardly heard what Professor McGonagall was telling them about animagi, wizards who could transform at will into animals. And wasn't even watching when she transformed herself in front of their eyes into a tabby cat with spectacle markings around her eyes. Harry chọn một cái ghế phòng học, có cảm giác như thể nó đang ngồi ở một vị trí được chiếu sáng tập trung. cả lớp hình như cứ phóng những cái liếc trộm về phía nó, như thể nó sắp ngã lăn ra chết bất cứ lúc nào. Harry hầu như không nghe giáo sư McGonagall giảng được điều gì về Amimazi, những phù thủy có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn. Nó thậm chí cũng không nhìn khi giáo sư McGonagall tự biến mình thành một con mèo mướp còn giấu mắt kiếng quanh đôi mắt ngay trước mặt bọn trẻ. Really? What has got into you all today? said Professor McGonagall, turning back into herself with a faint pop and staring around at them all. Not that it matters. But that's the first time my transformations not got applause from a class. Everybody's heads turned toward Harry again. But nobody spoke. Then Hermione raised her hand. khi bà trở lại nguyên hình sau một tiếng nổ ngắn gọn bụp nho nhỏ bà lạ lùng nhìn quanh lũ học trò thực tình thì hôm nay tất cả các con bị làm sao vậy không hẳn có vấn đề nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô đầu của mọi người lại hướng về Harry, nhưng không ai nói gì. Thế rồi, Hermione giơ tay. Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp tiên tri đầu tiên của tụi con và tụi con đã học bài bói lá trà và ah, of course, said Professor McGonagall, suddenly frowning. There is no need to say any more, Miss Granger. Tell me. Which of you will be dying this year? Everyone stared at her. Me. Said Harry. Finally. Giáo sư McGonagall bỗng nghiêm trang lại. À, ra vậy. Không cần phải nói thêm nữa. Hermione à. Các trò nói cho tôi nghe xem. Ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay? Mọi người tròn mắt nhìn dưỡng giáo sư McGonagall. Cuối cùng Harry nói, "Thưa cô, con à? "I see," said Professor McGonagall, fixing Harry with her beady eyes. "Then you should know, Potter, that Sibyl Trelawney has predicted the death of one student a year since she arrived at this school. None of them has died yet." Seeing death omens is her favorite way of greeting a new class. If it were not for the fact that I never speak ill of my colleagues. Giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt nhỏ sáng long lanh. Thì ra vậy. Vậy con cũng nên hiểu. Harry à. Từ khi giáo sư Trelawney đến trường này. Mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh mà chưa ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điểm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhất để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng... Professor McGonagall broke off, and they saw that her nostrils had gone white. She went on, more calmly. Divination is one of the most imprecise branches of magic. I shall not conceal from you that I have very little patience with it. True seers are very rare. And Professor Trelawney. Giáo sư McGonagall chợt ngừng nói. Mũi của cô trắng nhợt đi. Cô nói tiếp. Bình tĩnh hơn. Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất. Cô không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thực sự rất hiếm và giáo sư Cheloni. She stopped again and then said in a very matter of fact tone. You look in excellent health to me, Potter. So you will excuse me if I don't let you off homework today. I assure you that if you die, you need not hand it in. Giáo sư McGonagall ngừng một lần nữa rồi lại nói tiếp với giọng hai năm rõ mười. Cô thấy sức khỏe của con rất tốt, Harry à. Cho nên con sẽ bỏ quá cho cô nếu cô không tha cho con phần bài tập hôm nay. Cô cam đoan là nếu con chết, thì con mới không cần nộp bài cho cô. Hermione laughed. Harry felt a bit better. It was harder to feel scared of a lump of tea leaves away from the dim red light, And befuddling perfume of Professor Trelawney's classroom. Not everyone was convinced. However, Ron still looked worried, and Lavender whispered, "But what about Neville's cup?" Hermione bật cười. Harry cảm thấy khá hơn. Cũng khó mà cảm thấy sợ hãi một dúm lá trà khi mà người ta không còn ở trong bối cảnh lớp học của giáo sư Trelawney. âm u ánh đèn đỏ sợm, và tỏa ra một thứ mùi khiến người ta mụ mẫm đi. Tuy nhiên không phải ai cũng tin theo giáo sư McGonagall, trông John vẫn lo âu dữ lắm, còn Lavender thì vẫn dù gì. Vậy chứ mấy cái tách của Neville thì sao? When the transfiguration class had finished, they joined the crowd thundering toward the great hall for lunch. Ron. Cheer up. Said Hermione. Pushing a dish of stew toward him. You heard what Professor McGonagall said. Khi hết giờ lớp học biến, bọn trẻ nhập vào đám đông đang dần dần kéo tới đại sảnh đường để ăn trưa. Hermione đẩy một cái dĩa thịt hầm về phía John. Vui lên đi chứ, John. Bồ đã nghe giáo sư McGonagall nói rồi đó. Ron spooned stew onto his plate and picked up his fork but didn't start. Harry. He said, in a low, serious voice. You haven't seen a great black dog anywhere. Have you? mấy muỗng thịt hầm cho vô dĩa của nó. Cầm lên. không ăn nổi. Nó Harry. Bồ chưa từng nhìn thấy một con chó đen to lớn ở bất cứ đâu, phải không? Yeah. I have, said Harry. I saw one the night I left the Dursleys. Ron let his fork fall with a clatter. Probably a stray, said Hermione calmly. Harry nói, "Có, mình thấy rồi." cái đêm mà mình bỏ nhà gì dượng Jusli ra đi, mình đã nhìn thấy một con. Giòn buông nĩa khiến chiếc nĩa rơi xuống, kêu leng keng. Hermione vẫn bình tĩnh, có lẽ là một con chó hoang. Ron looked at Hermione as though she had gone mad. Hermione. If Harry's seen a grim. That's. That's bad. He said. My. My uncle Billius saw one in. And he died 24 hours later. John nhìn Hermione như thể cô bé này đã mất trí rồi. Hermione, nếu Harry từng nhìn thấy hung tinh, thì, thì xui lắm. Cậu, cậu Bilius của mình từng thấy một con và, cậu ấy chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau. Coincidence said Hermione airily pouring herself some pumpkin juice You don't know what you're talking about said Ron starting to get angry Grim scare the living daylights out of most wizards Hermione vừa tự dót cho mình món nước ép bí dở vừa vui vẻ nói Ngẫu nhiên trùng hợp ấy mà Ron bắt đầu nổi nóng Bồ không biết bồ đang nói về cái gì sao? Hung tinh khiến cho phù thủy nào cũng phải sợ té khói luôn ấy. There you are. Then. Said Hermione in a superior tone. They see the grim and die of fright. The grim's not an omen. It's the cause of death. And Harry's still with us because he's not stupid enough to see one and think. Right. Well. I'd better kick the bucket then. Hermione lên giọng chị hai. Vậy thì bồ nói đúng đó. Họ nhìn thấy hung tinh. Và họ chết vì sợ. Hung tinh không phải là một điểm chết chóc mà là nguyên nhân chết chóc. Và Harry vẫn còn bên cạnh chúng ta là bởi vì bạn ấy. Không ngu đến mức nhìn thấy một hung tinh là nghĩ. Thôi rồi. Mình chết vứt cho rồi. Ron mouthed wordlessly at Hermione, who opened her bag, took out her new arithmancy book, and propped it open against the juice jug. I think divination seems very woolly, she said, searching for her page. A lot of guesswork, if you ask me. There was nothing woolly about the grim in that cup, said Ron hotly. John há miệng về phía Hermione nhưng không thốt được lời nào. Còn Hermione thì mở túi sách của mình lấy ra một cuốn số học mới toanh, mở ra và tựa quyển sách vào bình đựng nước trái cây ép. Cô bé vừa dò tìm trang sách vừa nói: "Mình thấy môn tiên tri có vẻ mơ hồ quá. Theo ý mình thì nhiều ước đoán quá." John nóng nảy bảo: "Không có gì là mơ hồ về hung tinh trong cái tách đó hết á." You didn't seem quite so confident when you were telling Harry it was a sheep," said Hermione coolly. "Professor Trelawney said you didn't have the right aura. You just don't like being bad at something for a change." He had touched a nerve. Hermione slammed her arithmancy book down on the table so hard that bits of meat and carrot flew everywhere. Hermione điềm đạm. Bồ đâu có tự tin như vậy lúc bồ nói với Harry đó là một con cừu. Giáo sư Trelawney nói bồ phát tiết rất ít tinh hoa. Chẳng qua bồ không thích bị dở một môn nào hết mà thôi. John đã chạm đúng nọc. Hermione quăng phỉ cuốn sách số học xuống bàn ăn. Mạnh đến nỗi mấy mẩu thịt hầm và cà rốt văng tứ tán. If being good at divination means I have to pretend to see death omens in a lump of tea leaves. I'm not sure I'll be studying it much longer. That lesson was absolute rubbish compared with my arithmancy class. vậy tục học môn đó nữa không. Bài học đó mà so với lớp số học của tôi thì chẳng khác gì đống ra. She snatched up her bag and stalked away. Ron frowned after her. What's she talking about? He said to Harry. She hasn't been to an arithmancy class yet. Cô bé với lấy cái túi sách của mình và bỏ đi. John cầu có nhìn theo cô bé. Nó nói với Harry. Hermione nói cái gì vậy? Nó đã học qua lớp số học nào đâu. Harry was pleased to get out of the castle after lunch. Yesterday's rain had cleared. The sky was a clear pale gray and the grass was springy and damp underfoot as they set off for their first ever care of magical creatures class. Sau bữa ăn trưa, Harry mừng là được ra khỏi tòa lâu đài. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, bầu trời quang đãng và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Ron and Hermione weren't speaking to each other. Harry walked beside them in silence as they went down the sloping lawns to Hagrid's hut on the edge of the Forbidden Forest. John và Hermione không thèm nói chuyện với nhau nữa. Harry im lặng đi bên cạnh hai bạn. Khi cả bọn cùng đi xuống dốc cỏ để đến căn tròi của lão Hagrid nằm bên bìa khu rừng cấm. It was only when he spotted three only two familiar backs ahead of them that he realized they must be having these lessons with the Slytherins. Malfoy was talking animatedly to Crab and Goyle who were chortling. Harry was quite sure he knew what they were talking about. Đến khi nhìn thấy ba cái lưng quá ư quen thuộc ở đằng trước tụi nó, Harry mới nhận ra rằng tụi nó sẽ phải học môn này chung với bọn học sinh bên nhà Slytherin. Manfoy đang hào hứng nói chuyện với Krabby và Goy, làm cho hai đứa đó cười như nắc nẻ. Harry đoán chắc là mình biết tụi kia đang nói về chuyện gì. Hagrid was waiting for his class at the door of his hut. He stood in his moleskin overcoat, with Fang the boarhound at his heels, looking impatient to start. Lão Hagrid đứng ngay trước căn tròi để chào đón học sinh đến lớp của mình. Sừng sững trong tầm áo khoác bằng da chuột chuỗi, con chó săn phang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nửa phút để bắt đầu. Come on. Now. Get a move on. He called as the class approached. Got a real treat for Ye today. Great lesson coming up. Everyone here. Right. Follow me. Lão Ha Grey gọi. Lại đây. Now. Tiến lại gần đây. Học trò tiến đến gần bên lão. Bữa nay tôi đãi các trò một bữa ra hồn các trò sắp học một bài học vĩ đại mọi người có mặt đông đủ chưa được rồi đi theo tôi for one nasty moment harry thought that hagrid was going to lead them into the forest harry had had enough unpleasant experiences in there to last him a lifetime however hagrid strolled off around the edge of the trees and five minutes later, they found themselves outside a kind of paddock. There was nothing in there. Trong một thoáng khó chịu, Harry nghĩ không chừng lão Hagrid đang dắt cả bọn vô rừng. Những kinh nghiệm khốn khổ mà Harry đã từng nếm chảy ở trong khu rừng đó, kể như đủ để nó nhớ suốt đời rồi. Tuy nhiên, lão Hagrid dẫn chúng đi vòng qua dạng cây. Và 5 phút sau, thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết. Everyone gather, round the fence here. He called. That's it. Make sure Ye can see. Now. First thing Ye'll want Ter do is open her books. How? Said the cold drawling voice of Draco Malfoy. A. Hey, said Hagrid. Lão Hagrid gọi. Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào. Như vậy đó. Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ. Việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra. Bằng cách nào? Giọng man voi vang lên nhừa nhựa. Lạnh lùng. How do we open our books? Malfoy repeated. He took out his copy of the Monster Book of Monsters, which he had bound shut with a length of rope. Other people took theirs out too. Some, like Harry, had belted their book shut. Others had crammed them inside tight bags or clamped them together with binder clips. manfoy lặp lại làm sao mà mở sách ra được chứ manfoy rút cuốn quái thư về quái vật của nó ra cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra vài đứa cũng giống như harry đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chặt hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ tràng Hasen. Hasn't anyone been able tear open their books? Said Hagrid, looking crestfallen. The class all shook their heads. Ye've got tear-stroke said Hagrid, as though this was the most obvious thing in the world. Look. Lao Hagrid trông có vẻ tiêu Cả lớp lắc đầu. Lão Hagrid nói, các trò phải vuốt ve chúng. Coi nè. Nghe giọng lão Hagrid thì đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. He took Hermione's copy and ripped off the spello tape that bound it. The book tried to bite, but Hagrid ran a giant forefinger down its spine. And the book shivered and then fell open and lay quiet in his hand. Lão cầm cuốn sách của Hermione lên, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán dịt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng lão Hagrid đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của lão dọc theo gáy sách, cuốn sách dùng mình. Rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay lão Hagrid. Oh! How silly we've all been! Malfoy sneered. We should have stroked them. Why didn't we guess? I I thought they were funny, Hagrid said uncertainly to Hermione. Oh, tremendously funny, said Malfoy. Really witty, giving us books that try and rip our hands off. Malfoy chế nhạo. Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao? Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng. Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ? Lão Hagrid ngập ngừng nói với Hermione. Tôi, tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ. Malfoy nói hết. Ôi, vui kinh khủng khiếp đi ấy chứ. Quả là khôn ngoan. Tống cho tụi này những cuốn sách cứ lam le cắn đứt tay tụi này ra. Shut up! Malfoy! said harry quietly hagrid was looking downcast and harry wanted hagrid's first lesson to be a success rig then said hagrid who seemed to have lost his thread so so ye've got er books in an now ye need the magical creatures yeah so i'll go and get em hang on he strode away from them into the forest and out of sight. Harry nói nhỏ. Im đi. Manfoy. Lão Hagrid tỏ ra chán nản. Mà Harry thì muốn cho buổi dạy đầu tiên của lão được thành công tốt đẹp. Lão Hagrid dường như đã mất hứng. Vậy thôi. Vậy là các trò đã có sách và. Và bây giờ thì các trò cần sinh vật huyền bí. Phải. Vậy God, this place is going to the dogs. said Malfoy loudly. That oaf teaching classes. My father will have a fit when I tell him. Shut up, Malfoy. Harry repeated. Careful. Potter. There's a Dementor behind you. Ooh. Squealed Lavender Brown. Pointing toward the opposite side of the paddock. Manfoy nói to. Chúa ơi! Nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học. Tao mà nói cho ba tao biết. Ổng thế nào cũng điên tiết lên. Harry lặp lại. Im đi. Manfoy. Cẩn thận đó, Harry, đằng sau mày có một viên giam ngục Azkaban kìa. Ối. Lavender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả. Trotting toward them were a dozen of the most bizarre creatures Harry had ever seen. They had the bodies, hind legs and tails of horses, but the front legs wings and heads of what seemed to be giant eagles with cruel steel-colored beaks and large brilliantly orange eyes. Một tá sinh vật quái dị nhất mà Harry từng nhìn thấy đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ. Thép, tợn, the talons on their front legs were half a foot long and deadly looking. Each of the beasts had a thick leather collar around its neck, which was attached to a long chain. And the ends of all of these were held in the vast hands of Hagrid, who came jogging into the paddock behind the creatures. móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả. G up. There. He roared. Shaking the chains and urging the creatures toward the fence where the class stood, everyone drew back slightly as Hagrid reached them and tethered the creatures to the fence. Hippogriffs! Hagrid roared happily, waving a hand at them. Boaful, Aaron, they. Lao Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng. Lão gầm lên. Đi nào, tiến tới. Bọn trẻ hơi lùi lại khi lão Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Lão vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to. Đây là những con bằng mã, thấy chúng đẹp không? Harry could sort of see what Hagrid meant. Once you got over the first shock of seeing something that was half horse Half bird. You started to appreciate the hippogriff's gleaming coats. Changing smoothly from feather to hair. Each of them a different color. Stormy gray. Bronze. Pinkish roan. Gleaming chestnut. An inky black. Harry Dại Khái hiểu lão Hagrid muốn nói gì. Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa, ngựa nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả à của những con bằng mã. Chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú. Mỗi con một màu khác nhau. Màu xám bão tố. Màu đồng. Màu lang ửng hồng. Màu hạt rẻ bóng lưỡng và màu đen muôn như mực. So. Said Hagrid. Rubbing his hands together and beaming around. If ye want, tear come a bit nearer. No one seemed to want to. Harry. Ron. And Hermione. However. Approached the fence cautiously. Now. First thing ye gotta know about hippogriffs is. They're proud. Said Hagrid. Easily offended. Hippogriffs are. Don't never insult one. Cause it might be the last thing ye do. lão Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ xung quanh. Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút. Không ai có vẻ muốn làm theo lão Hagrid, tuy nhiên, Harry, John và Hermione cũng cẩn thận bước đến gần cái hàng rào. Lão Hagrid nói. Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về bằng mã là chúng rất yêu hãnh. Rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng. Kèo mạng như chơi. Malfoy, Crab. and Goyle weren't listening. They were talking in an undertone and Harry had a nasty feeling they were plotting how best to disrupt the lesson. Ye always wait fair the hippogriff tear make the furs move. Hagrid continued. It's polite. See. Ye walk toward him. And ye bow. And ye wait. If he bows back. Ye are allowed tear touch him. If he doesn't, bow. Then get away from him sharpish. Cause those talons hurt. Right. Who wants tear go first? Man voi, Grabi. Vagoi chẳng buồn lắng tai nghe. Chi mải gì dầm cho chuyện. Và Harry có cái cảm giác khó chịu là chúng đang âm mưu phá hỏng buổi học này. Lão Hagrid vẫn tiếp tục giảng. Các trò phải đợi đến khi những con bằng mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con bằng mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con bằng mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó. Bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn sung phong nào? Most of the class backed farther away in answer. Even Harry, Ron, and Hermione had misgivings. The hippogriffs were tossing their fierce heads and flexing their powerful wings. They didn't seem to like being tethered like this. Nghe đến câu hỏi này, gần như cả lớp lùi ra xa hơn. Ngay đến Harry, John và Hermione cũng nghi ngại. Mấy con bằng mã đang hung hăng hất hất mấy cái đầu giữ tợn. Những đôi cánh mạnh mẽ gồng lên. Xem ra chúng không thích thú bị xiềng buộc như vậy cho lắm. No one. Said Hagrid. With a pleading look. I'll do it. Said Harry. There was an intake of breath from behind him. And both Lavender and Parvati whispered. Ooh. No. Harry. Remember your tea leaves. Lão Hagrid nói với cái nhìn này nỉ. Không ai làm thử sao? Harry nói. Con sẽ làm. Đằng sau lưng Harry có tiếng hít hơi sâu và cả Lavender lẫn Parvati đều thì thầm. Ôi! Đừng, Harry, bạn không nhớ lời bói trà của bạn sao? Harry ignored them. He climbed over the paddock fence. Good man. Harry roared Hagrid. Right then. Let's see how ye get on with Buckbeak. Harry bỏ ngoài tai, cứ trèo qua cái hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Hagrid vui mừng la lớn. Giỏi lắm. Harry. Được rồi. Để coi trò làm ăn ra sao với con bác Bích. He untied one of the chains. Pulled the gray hippogriff away from its fellows. And slipped off its leather collar. The class on the other side of the paddock seemed to be holding its breath. Malfoy's eyes were narrowed maliciously. Lão tháo một trong những sợi dây xích kéo một con bằng mã màu xám ra khỏi bầy rồi tháo vòng cổ cho nó cả đám học trò đứng bên kia hàng rào giường như cùng nín thở mắt man nheo lại một cách nham hiểm easy now Harry said Hagrid quietly ye've got eye contact now try not tear blink hippogriffs don't trust ye if ye blink too much Harry's eyes immediately began to water. But he didn't shut them. Buckbeak had turned his great, sharp head and was staring at Harry with one fierce orange eye. Lão Hagrid nói nhỏ với Harry. Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con bằng mã. Cố gắng đừng có chớp mắt. Bằng mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lia. Mắt Harry lập tức ứa nước cay xè. Nhưng nó giữ cho mắt đừng nhắm lại. Con bác Bích đã xoay cái đầu bự và nhọn về phía Harry. Và đăm đăm nhìn nó bằng một con mắt màu cam dữ tợn. Does it? Said Hagrid. Does it? Harry. Now. Bo. Harry didn't feel much like exposing the back of his neck to Buckbeak. But he did as he was told. He gave a short bow and then looked up. The hippogriff was still staring haughtily at him. It didn't move. "Ah," said Hagrid, sounding worried. "Right. Back away. Now." "Harry. Easy does it." Lão Hagrid nói, "Như vậy đó. Đúng đó. Harry, bây giờ Quý chào." Harry cảm thấy không khoái lắm chuyện đưa cổ hay dơ lưng ra ngay tầm mổ của cái mỏ con bác bích. Nhưng nó cũng cố làm theo lời lão Hagrid dạy bảo. Nó cúi chào thật nhanh rồi ngước đầu nhìn lên. Con bằng mã vẫn cao ngạo nhìn nó đam đam. Không buồn nhúc nhích. Lão Hagrid kêu lên. Có vẻ lo lắng. À. Thôi được. Lùi lại ngay. Harry. Cứ thoải mái thôi. But then, To Harry's enormous surprise, the hippogriff suddenly bent its scaly front knees and sank into what was an unmistakable bow. Well done, Harry," said Hagrid, ecstatic. "Right, ye can touch him, pat his beak, go on." Nhưng vừa lúc đó... Harry ngạc nhiên vô cùng khi thấy con bằng mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vài và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được. Lão Hagrid mê mẩn tâm thần. Hay lắm. Harry. Được rồi đó. Ừ. Cho có thể chạm vào nó. Vỗ về cái mỏ nó đi. Làm đi. Feeling that a better reward would have been to back away. Harry moved slowly toward the hippogriff and reached out toward it. He patted the beak several times and the hippogriff closed its eyes lazily, as though enjoying it. The class broke into applause, all except for Malfoy, Crab, and Goyle, who were looking deeply disappointed. Harry cảm thấy lùi xa con quái thú mới là phần thưởng nhưng nó vẫn đành phải từ từ tiến lại gần con bằng mã và đưa tay sờ vào con vật. Harry vỗ nhẹ lên mỏ con bằng mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng. Như thể khoái lắm. Tất cả bọn học sinh bỗng ổ lên hoan hô. Ngoại trừ Manfoy, Grabby và Goy. Ba đứa nó thất vọng ra mặt. Rig, then. Harry. Said Hagrid. I reckon he might, let ye ride him. This was more than Harry had bargained for. He was used to a broomstick. But he wasn't sure a hippogriff would be quite the same. Lão Hagrid nói. Được đó, Harry. Bác cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó. Điều này thì vượt quá dự tính của Harry. Nó vốn quen việc cưỡi trổi thần mà thôi. Nhưng nó không chắc cưỡi một con bằng mã thì có giống cưỡi trổi thần hay không. yea climb up there, just behind the wing joint, said Hagrid, and mind ye don't pull any of his feathers out. He won like that, Harry put his foot on the top of Buckbeak's wing and hoisted himself onto its back. Buckbeak stood up, Harry wasn't sure where to hold on, everything in front of him was covered with feathers. go on. then, roared Hagrid, slapping the hippogriff, hindquarters. Lão Hagrid rục, con trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là con chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, bằng mã không khoái vụ đó đâu. Harry đặt chân lên chót cánh của con bác Bích và tự mình đu lên lưng con vật, con bác Bích đứng dậy, Harry không biết nên bấu víu vào đâu. Trước mặt nó chỉ toàn là lông vũ mà thôi. Lão mông hô to. Tiến lên. Now. Without warning, 12-foot wings flapped open on either side of Harry. He just had time to seize the hippogriff around the neck before he was soaring upward. It was nothing like a broomstick, and Harry knew which one he preferred. The hippogriff's wings beat uncomfortably on either side of him, catching him under his legs and making him feel he was about to be thrown off. Không báo trước gì hết. Đôi cánh dài một thước rưỡi của con bằng mã giang ra hai bên. Harry chỉ kịp ôm choàng lấy cổ của con bác bích trước khi con vật phóng bay vút lên cao. Chẳng giống cưỡi trổi thần chút xíu nào. Và Harry biết rõ mình thích cưỡi cái nào hơn đôi cánh của con bằng mã vỗ đập hai bên hông nó một cách khó chịu, vướng vào phía dưới chân nó, làm cho nó cảm thấy như sắp sửa bị quăng xuống. The glossy feathers slipped under his fingers and he didn't dare get a stronger grip. Instead of the smooth action of his Nimbus 2000, he now felt himself rocking backward and forward as the hindquarters of the hippogriff rose in. Fell with its wings. lớp lông vũ bóng bảy hào nhoáng cứ tuột khỏi những ngón tay của Harry, mà nó thì không dám túm quá chặt. Thay vì những động tác êm ái của chiếc Nimbus 2000 quen thuộc với Harry, bây giờ nó chỉ cảm thấy như mình đang lác lư, trồm tới trồm lui trên thân sau của con bằng mã và nhấp nhô lên xuống theo nhịp đập cánh của con quái thú. Buckbeak flew him once around the paddock and then headed back to the ground. This was the bit Harry had been dreading. He leaned back as the smooth neck lowered. Feeling he was going to slip off over the beak. Then felt a heavy thud as the four ill-assorted feet hit the ground. He just managed to hold on and push himself straight again. bác bích chở nó bay thêm một vòng nữa quanh bãi chăn thả rồi đáp trở xuống mặt đất đây chính là cái mà harry đã lo sợ nó chúi tới khi cái cổ mượt mà của bác bích trúc xuống thấp có cảm giác như sắp tuột ra khỏi con vật vượt qua cái cổ mượt và cái mỏ của bác bích kế đến harry cảm thấy rơi bịch xuống lúc bốn chân không cân đối của con bằng mã chạm mặt đất harry cố gắng sửa tư thế đàng hoàng và ngồi thẳng lưng lên Good work, Harry. Roared Hagrid as everyone except Malfoy, Crab. and Goyle cheered. Okay, who else wants a go? Lao Hagrid gào to, giỏi lắm, Harry. Mọi người hề nhau hoan hô, ngoại trừ Malfoy, Crabby và Goy. Lao Hagrid lại hỏi, sao, có ai khác muốn ngao du không? Emboldened by Harry's success, the rest of the class climbed cautiously into the paddock. Hagrid untied the hippogriffs one by one. And soon people were bowing nervously. All over the paddock, Neville ran repeatedly backward from his, which didn't seem to want to bend its knees. Ron and Hermione practiced on the chestnut. While Harry watched. Thành công của Harry đã khiến cho đám học sinh còn lại thêm bạo gan. Chúng hè nhau trèo qua hàng rào vào bãi chăn thả. Lão Hagrid tháo dây cho từng con bằng mã một và khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville cứ chạy tới chạy lui quanh con quái thú của nó, nhưng con đó không có vẻ gì muốn khuỵu chân xuống. John và Hermione thì thực tập với con bằng mã màu hạt rẻ. Harry bây giờ chỉ đứng quan sát thôi. Malfoy. Crab. And Goyle had taken over Buckbeak. He had bowed to Malfoy. Who was now patting his beak. Looking disdainful. Malfoy. Crabby và Goyle đã giành được con Buckbeak. Con quái thú đã chịu cúi chào Malfoy. Thằng này đang vỗ vỗ cái mò con vật, tò thái độ khinh thị. This is very easy. Malfoy drawled. Loud enough for Harry to hear him. I knew it must have been. If Potter could do it. I bet you're not dangerous at all. Are you? He said to the hippogriff. Are you? You great ugly brute. No kéo dài giọng. Đủ to để Harry có thể nghe lò tai. Mánh này dễ ợt. Tao đã biết ngay là vậy. Đến thằng Harry còn làm được. Tao cá là mày đâu có gì nguy hiểm. Phải không mậy? Ấy là Malfoy nói với con bác Bích. Phải không mậy? Con cục xúc bự tồ xấu xí. It happened in a flash of steely talons. Malfoy let out a high-pitched scream in next moment. Hagrid was wrestling Buckbeak back into his collar as he strained to get at Malfoy, who lay curled in the grass, blood blossoming over his robes. Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú đau đớn trói lói. Lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak, để trong cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy. Đó đang nằm choáng. I'm dying. Malfoy yelled as the class panicked. I'm dying. Look at me. It's killed me. Er not dying. Said Hagrid. Who had gone very white. Someone help me. Gotta get him out of here. Malfoy gào thét trong khi cả lớp kinh hoàng đứng trông. "Tôi chết mất. Nhìn tôi đây nè. Tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi." Lão Hagrid đã trắng bệch đi. Lão nói, "Trò không chết đâu. Có ai giúp tôi một tay? Phải đem nó ra khỏi chỗ này." Hermione ran to hold open the gate as Hagrid lifted Malfoy easily. As they passed Harry saw that there was a long deep gash on Malfoy's arm. Blood splattered the grass and Hagrid ran with him up the slope toward the castle. Hermione chạy đi mở cánh cổng trong khi lão Hagrid nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng. Khi lão Hagrid bổng Malfoy đi ngang, Harry nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy. Máu nhỏ giọt trên cỏ khi Lão Hagrid bồng Manfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài. Very shaken, the care of magical creatures class followed at a walk. The Slytherins were all shouting about Hagrid. They should fire him straight away, said Pansy Parkinson, who was in tears. It was Malfoy's fault, snapped Dean Thomas. Crab and Goyle flexed their muscles threateningly. Lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí run dày bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Panji Parkinson giàn ruộng nước mắt nói. Phải đuổi ông ấy ngay. Dean Thomas chặn lời con bé. Đó là lỗi của Manfoy. grabby và goi gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa. They all climbed the stone steps into the deserted entrance hall. I'm going to see if he's okay. Said Pansy. And they all watched her run up the marble staircase. The Slytherins, still muttering about Hagrid, headed away in the direction of their dungeon common room. Harry, Ron, and Hermione proceeded upstairs to Gryffindor Tower. cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào tiền sảnh. Panji nói, tôi phải đi xem coi bạn ấy có sao không. Cả bọn cùng nhìn theo Panji chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch. Bọn học sinh nhà Slytherin, vẫn còn ca cẩm lão Hagrid, khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. Harry, John và Hermione lên cầu thang về tháp Gryffindor. Do you think he'll be all right? Said Hermione nervously. Course he will. Madame Pomfrey can mend cuts in about a second. Said Harry. Who had had far worse injuries mended magically by the nurse. Hermione lo lắng hỏi. Các bạn nghĩ nó có sao không? Harry nói. Dĩ nhiên là không sao rồi. Bà Pomfrey có thể vá mấy vết thương chỉ trong vòng 1 2 giây. Harry từng được bà y tá trưởng đó chữa lành một cách kỳ diệu, những thương tích còn trầm trọng hơn nhiều. That was a really bad thing to happen in Hagrid's first class. Though, wasn't it? said Ron, looking worried. Trust Malfoy to mess things up for him. They were among the first to reach the Great Hall at dinner time, hoping to see Hagrid. But he wasn't there. John cũng tỏ ra lo lắng. Dù sao thì chuyện đó mà xảy ra trong buổi dạy đầu tiên của bác Hagrid, thì quả là tệ hại hết chỗ nói. Thể nào thằng Manfoy cũng quậy bác ấy cho mà coi. Ba đứa tụi nó là những đứa đầu tiên đi xuống đại sảnh đường để ăn bữa tối hy vọng gặp lão Hagrid, nhưng chẳng thấy lão đâu cả. They wouldn't fire him, would they? said Hermione anxiously, not touching her steak and kidney pudding. They'd better not, said Ron, who wasn't eating either. Hermione không buồn đụng nĩa vào món bánh bít tết và thận. Cô bé lo lắng nói, người ta đâu có đuổi bác ấy đúng không? John cũng chẳng mang gì ăn uống. Họ không nên đuổi bác ấy. Harry was watching the Slytherin table. A large group including Crab and Goyle was huddled together. Deep in conversation. Harry was sure they were cooking up their own version of how Malfoy had been injured. Harry quan sát bàn ăn của nhà Slytherin. Một nhóm đông gồm cả Grabby và Goy, đang túm tụng với nhau, say xưa bàn bạc. Harry chắc chắn là mấy đứa đó đang thêm mắm thêm muối cho câu chuyện Manfoy, bị thương thành trầm trọng. Well, you can't say it wasn't an interesting first day back, said Ron gloomily. They went up to the crowded Gryffindor common room after dinner and tried to do the homework Professor McGonagall had given them. But all three of them kept breaking off and glancing out of the tower window. John dầu dĩ nói, thôi thì, cũng không thể nói hôm nay không phải là ngày đầu tiên học thú vị. Sau bữa ăn tối, ba đứa quay trở về phòng sinh hoạt chung, và cố tập trung làm bài tập mà giáo sư McGonagall đã ra cho tụi nó. Nhưng cả ba đứa cứ chốc chốc lại ngừng học, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ của tòa tháp. There's a light on in Hagrid's window. Harry said suddenly. Ron looked at his watch. If we hurried, we could go down and see him. It's still quite early. Harry đột nhiên nói, có ánh đèn ở cửa sổ nhà bác Hagrid. John nhìn đồng hồ đeo tay của nó. Nếu tụi mình gấp gáp lên thì tụi mình vẫn còn kịp để chạy xuống dưới thăm bác ấy. Vẫn còn sớm mà. I don't know. Hermione said slowly. And Harry saw her glance at him. I'm allowed to walk across the grounds. He said pointedly. Sirius Black hasn't got past the Dementors yet. Has he? Hermione nói chậm rãi, "Mình không biết." Harry thấy cô bé liếc nhìn mình. "Nó nói ngay. Mình được phép đi ngang qua sân trường mà. Sirius Black chưa vượt qua được mấy viên giám ngục Azkaban canh gác ở đây. Đúng không?" So they put their things away and headed out of the portrait hole. Glad to meet nobody on their way to the front doors. as they weren't entirely sure they were supposed to be out the grass was still wet and looked almost black in the twilight when they reached hagrid's hut they knocked and a voice growled come in vậy là ba đứa dọn dẹp đồ đạc kéo nhau chui qua cái lỗ bà béo vui mừng vì không gặp ai hết trên đường đi tới cửa chính bởi vì tụi nó cũng không thực sự tin chắc là tụi nó được phép đi ra ngoài hay không. Cỏ trên sân vẫn còn ướt và ngả màu đen thui trong ánh hoàng hôn. Khi tới được căn tròi của lão Hagrid, ba đứa nhỏ gõ cửa và nghe tiếng gầm gừ bên trong vọng ra. Vô đi! Hagrid was sitting in his shirt sleeves at his scrubbed wooden table. His boarhound, Fang, had his head in Hagrid's lap. One look told them that Hagrid had been drinking a lot. There was a pewter tankard almost as big as a bucket in front of him. And he seemed to be having difficulty getting them into focus. Lão Hagrid đang ngồi thử người bên bàn gỗ đã mòn sơn của lão. Con chó săn phăng thì gác cái đầu nó trên đùi chủ. Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết lão Hagrid đã uống khá nhiều rượu. Trước mặt lão là một cái vại thiết to gần bằng cái xô và lão dường như khó khăn lắm mới tập trung được tinh thần để nhận ra ba đứa nhỏ. Spect it's a record. He said thickly. When he recognized them. Don't reckon they've ever had a teacher who lasted on the a day before. You haven't been fired. Hagrid. Gasped Hermione. Khi đã nhận ra chúng. Lão lè nhè. Kỷ lục chứ chẳng chơi. Đố mà kiếm ra được trước đây từng có một thầy giáo nào chỉ làm thầy giáo đúng có một ngày. Hermione thở mạnh. Bác chưa bị đuổi mà. Bác Hagrid. Not yet. Said Hagrid miserably. Taking a huge gulp of whatever was in the tankard. But, s only a matter of time. I and it. After Malfoy. How is he? said Ron as they all sat down. It wasn't serious, was it? Madam Pomfrey fixed him best she could, said Hagrid dully. But he's saying it's still agony, covered in bandages. Moanin'. Lão Hagrid hớp thêm một ngụm to nữa của cái thứ gì đó trong cái vại. Giọng của lão nghe thê thảm hết sức. Chưa? Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Đúng không? Sau khi thằng Manfoy mép ba nó. Nó ra sao rồi hở bác? Thương tích của nó đâu có trầm trọng lắm hả bác? John hỏi. Sau khi ba đứa cùng ngồi xuống quay quần bên lão Hagrid. Lão nói giọng chán ngát. Bà Pomfrey đã làm hết sức để chữa cho nó. Nhưng nó cứ kêu là nó vẫn còn đau lắm. Cứ băng bó. Và rên rỉ. He's faking it, said Harry at once. Madame Pomfrey can mend anything. She regrew half my bones last year. Trust Malfoy to milk it for all its worth. Harry nói ngay. Nó giả bộ đau đó. Bà Pomfrey có thể chữa lành mọi vết thương mà. năm ngoái bà đã làm mọc lại gần một nửa số xương cho cháu. Thằng Malfoy chỉ cố tình ăn vạ mà thôi. School governors have been told. Oh, course. Said Hagrid miserably. They reckon I started too big. Shoulda left hippogriffs fair later. Done flobberworms or summit. Just thought it'd make a good fur's lesson. S all my fault. Giọng lão Hagrid nghe càng thê thảm hơn. Ban quản trị nhà trường dĩ nhiên là đã nghe báo cáo sự việc rồi. Họ cho là bác bắt đầu bằng con vật quá to, lẽ ra nên để con bằng mã ở bài sau. Lúc đầu nên cho học mấy thứ như nhuyễn trùng và đại loại như vậy. Chẳng qua là lỗi của bác. It's all Malfoy's fault. Hagrid said Hermione earnestly. "We're witnesses," said Harry. "You said hippogriffs attack if you insult them." It's Malfoy's problem that he wasn't listening. We'll tell Dumbledore what really happened. Hermione hăng hái cãi, lỗi của Malfoy chứ. Bác Hagrid. Harry nói, tụi con làm nhân chứng cho bác. Bác đã nói bằng mã sẽ tấn công nếu bị xúc phạm. Tại thằng Malfoy không chịu nghe lời mới gặp tai họa. Tụi con sẽ thưa với cụ Dumbledore đúng như chuyện đã xảy ra. Yeah, don't worry, Hagrid. We'll back you up," said Ron. Tears leaked out of the crinkled corners of Hagrid's beetle black eyes. He grabbed both Harry and Ron and pulled them into a bone-breaking hug. John củng cố thêm, đúng đó, đừng lo lắng, bác Hagrid, tụi con sẽ làm chứng cho bác, sẽ ủng hộ bác. Nước mắt ứa ra từ đuôi mắt đầy nếp nhăn của đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng của lão Hagrid. Lão nắm lấy cả Harry và John, kéo chúng vào lòng và ôm siết chúng thắm thiết đến nỗi suýt làm gãy xương chúng. I think you've had enough to drink. Hagrid, said Hermione firmly. She took the tankard from the table and went outside to empty it. a R. Maybe she's right, said Hagrid. Letting go of Harry and Ron. Who both staggered away, rubbing their ribs. Hagrid heaved himself out of his chair and followed Hermione unsteadily outside. They heard a loud splash. Hermione nói bằng giọng cương quyết. Con thấy bác uống như vậy là đủ rồi. Cô bé cầm cái vại để trên đi ra cửa để đổ đi. Ờ, có lẽ con bé nói đúng. Lão Hagrid buông Harry và John ra. Hai đứa lão đảo lùi lại. Xoa nắn xương sườn của mình. Lão Hagrid tự nhấc mình ra khỏi cái ghế. Lặng chặng bước theo Hermione ra ngoài. Harry và John nghe tiếng nước đổ ào xuống đất bắn tung tóe. What's he done? Said Harry nervously as Hermione came back in with the empty tankard. Stuck his head in the water barrel, said Hermione, putting the tankard away. He Hermione trở vô với cái vại rỗng không? Harry lo lắng hỏi. Bác ấy làm gì vậy? Hermione đặt cái vại lên bàn. Đáp. Bác ấy nhúng đầu vô bồn nước. Hagrid came back. His long hair and beard sopping wet. Wiping the water out of his eyes. Does better. He said. Shaking his head like a dog and drenching them all. Listen. It was good of ye ter come see me. I really. Hagrid stopped dead. Staring at Harry as though he'd only just realized he was there. Khi lão Hagrid bước vào, tóc râu của lão ướt nhẹp, tay lão vuốt nước trên mặt. Lão lúc lắc đầu để rũ nước làm ướt hết tụi nhỏ. Lão nói, "Tốt hơn rồi. Nghe này, thật vui khi các cháu đến động viên ta. Ta thực sự." Bỗng nhiên lão Hagrid nín ngang xương, trừng mắt nhìn Harry như thể lão vừa mới phát hiện ra sự có mặt của nó. "What do you think you're doing?" A He roared so suddenly that they jumped a foot in the air. Ye are not to go wandering around after dark. Harry And you too. Let in him. Lão gầm lên to đến nỗi bọn trẻ nhảy dựng lên cả ba tấc. Các trò có biết các trò đang làm gì không? Harry Chờ không được phép đi lung tung khi trời tối. Hai đứa bay nữa, sao lại để nó đi hả? Hagrid strode over to Harry, grabbed his arm, and pulled him to the door. "Come on," Hagrid said angrily. "I'm talkin' er all back up ter school, and do let me catch ye walkin' down ter see me after dark again." I'm not worth that. Lão Hagrid sải bước tới bên Harry, túm lấy cánh tay nó kéo ra cửa. Lão giận dữ nói: Đi mau lên, ta phải đem hết tụi bay trở vô tòa lâu đài mới được, và đừng có để cho ta bắt gặp tụi bay lẻn xuống thăm ta lần nữa khi trời đã tối. Ta đâu có đáng cho tụi bay liều mạng như vậy.